kiểu thấp ý luôn ấy, ý là xem lúc phát sóng kiểu bên Hàn là nó sẽ phụ thuộc vào cái lúc phát sóng, như kiểu phim Việt Nam chiếu lúc VTV1, lúc Hương vị tình thân ấy, các thứ ấy. Còn được, nói chung là phim kia ví dụ 10%, phim này có 2% thôi, thế là nó không làm phần hai nữa, Nhưng mà hơi buồn. đấy là do em chỉ cập nhật ở bên Hàn Quốc thôi, chứ còn rating ở các khu vực Đông Nam Á và các châu Á thì rất là cao em ạ. Thế nên là nó chỉ không nổi, nó chỉ cạnh tranh cái khung giờ với cả cái phim kia ở trong nước nó bị thấp thôi, chứ còn về ấy, về gọi là khu vực Đông Á với châu Á thì phim này rất chi là một em ạ. Thì lúc ấy em theo dõi hình ảnh mà Thế hai nên phim là ra cùng em mà fan của bên không, này chị cũng luôn thích cả ấy, hai phim mà không tại yêu trong bức phim này nhá. tại Không em vì là em cũng xem bộ bộ kinh tâm rồi, cũng nghĩ là phim này sẽ thất vọng ấy, nhưng mà không, không hay em hay đến tập cuối rồi vẫn hay. Nhưng mà em ơi, bực một cái là nhá, đến lớp học cấp 3 ấy, tám đứa một cái chơi với nhau, tám đứa đều là fan của phim, mỗi mình em thích phim này chúng nó đều thích mấy họa hết, hơi buồn. Chị lần đấy cũng xem phim này trước mấy họa mà nhưng mà mấy em họa chả xem mấy mà mấy họa nữa em còn bó mấy tập cơ, chán. Nhưng mà tại vì cái đấy ở bên Hàn Quốc như thế đấy thì chê, thế nên nó mới không có phần hai, buồn thôi. Nó có kịch bản của phần hai mà, nhưng mà cái lượt xem của nó ở bên Hàn ít quá, mà bên Hàn nó lại nó so sánh với nhau, nó lại so sánh một cái luật đấy cơ, như kiểu cái Nó so bằng rating dài. Itaewon ấy được 3 tập đầu nhiều hay so ít, nhưng mà 3 tập đầu thì cháy. Ba tập đầu nhiều tập mà có mỗi phần cái kê này, cái kê Đấy này cái đấy đấy cuối là ai đúng là đầu voi đấy, bị dán nhiều luôn ấy. Dán nghĩa là cứ cho thằng kia về con Soa ấy thì có phải là tốt hơn đấy, con đấy mặc dù Thế là em không được hả chị ạ? À? Em xem xem hết hình như được một đứa hay sao đấy, phải em xem à, tập cuối. Mấy phim liền à, đấy. Cái bộ phim mà tập cuối làm cho người ta cảm giác như là trọn vẹn thì nó sẽ nhớ lâu hơn. Đúng rồi, chính xác. Có khi em phải là kiểu như người thính nghe sang như thế thì càng nhớ ấy. Nên càng nhớ cũng vậy, còn mỗi lần đến đấy lại được nhắc lại và kiểu đợi người tình anh trăng phần 2 với Vagabond các thứ ấy thì đúng là Nhưng phải mà chơi nhiều sau phim này. đi bộ bộ kinh tâm đi ra phần 2 bộ bộ kinh tình đi chán é rồi. Thế Thôi tốt nhất là đừng không ra, xem, tốt nhất là không đừng xem ra, chán lắm. Phần 2 chán lắm. Phần 2 thì cái con nữ chính với nữ phụ thì lại là hai chị em của hai chị em chung một nhà. Nhưng mà thằng kia nhận nhầm, thằng kia nhận nhầm cái con chị với là người người tình kiếp trước của nó đấy. Nhưng mà thật ra lại là con em. Thôi, phần 2 chán lắm, chán không. Thì rất là Lưu Thư Thi với cả Vâng, gì Trương Vân Long gì à? Đúng rồi. Tỉnh Nghi Châu. Buồn, học cấp 3 không có cạn. Cứ nhắc phim này cho mày kia. Lại giống như cái phim ngày xưa, phim Đại Ví Dụ là phim gì nhỉ? Không, Đại Ví Dụ thôi. Phim đấy là đấy nhá, rất chia nổi nổi khắp mọi mặt trận luôn, xong rồi tôi chỉ ghét bạn chỉ đéo muốn xem. Sau này thì đúng lại xem xong rồi thấy ôi chết thôi, em xem với bé cái lúc ấy đã hỏng lớp 9 mà đến tối hôm ấy nó ra tập cuối một cái. mà đợi kiểu 10 giờ 9 giờ cái trước bên Hàn thì 10 giờ là nó có ở Việt Nam, nhưng mà vì 11 giờ nó mới có Việt sắp ở Việt Nam, đợi 11 giờ xong, 11 giờ xong rồi đến sáng hôm sau đi học tầm 6 giờ rưỡi gặp bạn bè cái ủi đến cùng trường cái đang hét hú gặp nhau rồi tại thực cuối hay quá. Ôi còn con trai lớp chị còn biết biết xóa tên Đại Úy Du trên mặt bàn nhé. Thì lỗi hay cái, nhưng mà nó hay thật, nó cuốn từ tập đầu đến tập cuối, nó không bị một tập nào bị nhích nhịp hay là bị vớ va vớ vấn đấy. Phim mới hay, mà nhạc phim cũng hay, âm sâu hay. Đúng là những mỗi năm có một bài siêu phẩm. Còn cái người tính nó chăng bài tháo hay nhỉ? Trời ơi, thì nhất ai cũng biết bài kia kia như yêu mai có yêu tinh thì hot ấy rồi, cái bài đấy đầu nhiều mà bài beauty cũng hay,
bài Stay With Me ấy là đứng đầu của phim nhạc phim. Bông tuyết là gì? Hả? Đúng rồi. I will cái gì ấy? Toàn bài hay thôi. Nhưng mà hình như nhiều nhất vẫn là người bị tròn. Round and round. Kiểu bên Việt Nam mà đợi có một cái phim bùng nổ như thế chắc là cướp. Ngày xưa cũng nghĩ là kiểu cái phim họ ra bùng nổ lắm rồi, đến lúc ra phải yêu tinh cái gì cũng được. Được đấy, cũng là một con khủng long đấy, vừa thôi sao ngày gì thế, sang Việt Nam phim bùng nổ sẽ bật cháy. Ôi giác tình của phim Hậu Duệ Mặt Trời kiểu cao ấy, là không sao mà cứ nghĩ là nó không bao giờ có một cái phim nào mà nó lại có thể phá vỡ cái kỷ lục. Thế đúng cùng năm đấy là Yêu Mình Thương. Yêu Mình hay nhỉ? Yêu Em Xin Đi Xin Lại mấy lần được rồi. Thế cũng thế, đã có thể rồi. Ngày xưa cũng ghét đây, ghét tại ví dụ của cái clip đấy là cả mình đi đâu cũng nhắc đến. Bây giờ vẫn hốt mà, bây giờ giống như người ta vẫn kiểu như Di Công Nguyên là xem hát. Chẳng quan là đâu chính ngoài đời ấy thôi. Xem The Worry cái gì nhỉ? Phim của Kang Tae Hyuk, Kang Tae Hyuk chính là gì nhỉ? Song Joong Ki. Song Hye Kyo. Song Hye Kyo. Phim mới của Song Hye Kyo ấy. Xem hết mọi người. Xem chưa hay không? Xem hết chưa hay lắm nhưng mà chị vẫn chưa phải là trả thù. Phản ác của em chỉ xem trên TikTok thôi. Lần này không cần phim. Chỉ mất một chút. Tí nào bố à. Không xem được luôn đấy. Không quan trọng nhưng mà không chỉ ăn được hết đam mê đấy. Tôi cho bảo ngồi. Bởi em cũng không biết ăn, em nghĩ là em chắc không biết ăn được. Chị ăn cũng được. Hôm trước người ta đau họng quá, ta cũng ăn được cơm, ta cũng phải đi mua cháo ăn rồi. Mày giống Yến, đi mua cháo ăn nhưng mà ăn được bát cháo thì luôn. Nó dài đến đâu ạ? Đầy luôn, đầy ấp luôn á. Nó luôn. Có tính cao mua là rẻ hơn quá nhiều ấy. Nó còn nguyên vẹn. Với cả cái miếng nó cũng đầy hơn. Hình như là tôi thì em xanh. Không không nhớ, chỉ nhớ là trong miếng.
Đi đưa rửa mai hát. Còn ai trong vai đất này? Nó không ghi âm thì mình cũng bật được nhạc YouTube để nghe chứ. Không được đâu em ạ. Không phải là không ghi âm mà là à nó ghi âm ở đúng rồi. Máy tự chỉnh cái máy lên. Nó không ghi âm ở bên ngoài nhưng âm thanh ở trong máy nó vẫn có, giống như kiểu em bật cái game này thì không nghe được nhưng mà nó có tiếng game rồi. Xây nhà ở con Mario xấu lắm, để nguyên còn đẹp. Xây xong rồi trống quá, không biết đặt cái gì mà trống hết trống. Trống cây trồng nhà cho em. Chị không vẫn ở cái mắt này nhưng mà chị không tìm được nhà của chị. Thôi rồi, hôm nay em cũng tìm mãi. Nói chung là ai mà không biết, không chứ ai mà máy này của em còn ha. Cho đi đâu chị tìm mãi về con Pikachu của em. Thế hả? Tại cái thế giới này em thấy có hai chỗ xây nhà liền, một cái ở vách núi với cả một cái khu làng ở chỗ khác. Mẹ bay ra tít chỗ tuyết mà vẫn không thấy nhà của em đâu. Nói chung là ai mà cứ chơi thì cứ tạo thế giới mới mà chơi. Không tìm được luôn ấy. Không biết map ở đâu luôn ấy. Thế là hôm nay em mới bất ngờ là mở cái lên có Pikachu luôn. Thì đấy. Đúng rồi. Được. Hoa quả nổi giận nó ấy chưa. Ok đây. Em không nhớ là game gì, tự nhiên chị báo lại trúng thú quá. Có rồi. Đây nha. Nhưng mà sắp hết giấy rồi. Chưa kiếm như thế. Ừ.
chết luôn, chúng to,
Nên là nhà hai hơi ngu à. Nhưng mà nếu chứ cái dính bẫy chuột đấy, cũng mấy tôi làm mi pách ấy, biết là một cái nó không, nó sẽ không không dính bẫy đúng không, thì để năm cái liên tiếp, tức là để bên này vậy là so le nhau ấy. Thế mà bằng một cách thì riêng đấy chuột nó vẫn thấy quậy, không dính nó thế. Thank you.
Những đau đớn nó chia nhiều phần còn hơn cả sách giáo khoa. Quần hộ phải tuần què gì đây?
Ha 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 ha
Yeah.
Hả 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 ha 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 chị vẫn còn đấy không ăn đi thôi giờ em pha cái này uống lại một